chào anh em và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với Clickbait Channel. Và nếu như các bạn nào mà không muốn cái chiếc iPad 4 mà ở trong cái video lần trước, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một chiếc iPad khác mà có thể nói cũng cùng là số 4 nhưng nó lại rất là nhỏ gọn hơn. Và đó chính là chiếc Apple iPad Mini 4. Và đây là một sản phẩm có thể nói rằng là nó đáp ứng cho mình đủ về tất cả mọi mặt, từ về thiết kế, từ về cái cách tiện lợi và từ về cái cấu hình mà những thứ nó đem lại cho mình ở bên trong. Và hãy cùng mình xem soi xem là chiếc iPad mini 4 này sẽ còn có thể làm gì cho mình nhá. Và đầu tiên thì hãy cùng mình nói đến đó là về thiết kế. Chiếc máy này mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng thời lượng pin vẫn rất là ấn tượng. Và đây có thể nói rằng là một trong những sản phẩm iPad mà nó vẫn toát lên cho mình đầu tiên là được cái sự sang trọng cũng như là quý phái. Và thứ hai nó vẫn đáp ứng được cái điểm đó chính là phần tiện lợi khi mà nó đã không quá dày và quá nặng giống như là các đàn anh đời iPad 4, 3, 2, 1 vân vân. Và sản phẩm này chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay ở mặt trước nữa. Và theo mình thì cái việc nhận dạng của cái cảm biến vân tay này là rất tốt. Và mình thấy rằng đây cũng là một điểm để tô lên cho cái sản phẩm này thêm cái vẻ đó chính là sang trọng cũng như là đẳng cấp hơn. Và về cấu hình, về những thứ như là màn hình vân vân thì mình sẽ nói ngay sau đây. Với kích thước là 7,9 inch, độ phân giải là 1536x2048 pixel, thì nó đem ra cho mình một cái trải nghiệm dù không thực sự là lớn giống như là những chiếc iPad hay là iPad Air, iPad Pro vân vân, nhưng nó vẫn đủ to để cho mình có thể hiển thị được những thông tin cần thiết và đọc báo, xem phim hay thậm chí là chơi game các thứ. Thì ở trên màn hình 7,9 inch mình vẫn đánh giá rất là cao và mình thực sự phải ấn tượng đối với nhà Apple khi mà đã hình thành cũng như là sản xuất ra những chiếc iPad mini. Và điểm tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là về cấu hình. Thì lần này chúng ta sẽ có một con chip mạnh hơn so với ở chiếc iPad 4 lần trước, đó chính là Apple A8, đi kèm với 2GB RAM. Và với cái sản phẩm và với cái cấu hình như thế này thì mình có thể thoải mái chơi đó chính là những cái tựa game mới nhất như hiện nay, và chúng ta sẽ cực kỳ là thoải mái để có thể là sử dụng. Và một cấu hình khủng thì chúng ta sẽ phải đi kèm với thời lượng pin, dù ít hơn hẳn là một nửa so với cả là chiếc iPad 4, nhưng 5124 mAh ở trên cái chiếc iPad mini 4 thì nó vẫn đem ra cho mình một cái thời lượng pin có thể sử dụng thoải mái trong một ngày. Nếu như trong một ngày mà các bạn sử dụng hết từ sáng cho đến tối thì các bạn phải sử dụng tẹt ga cũng như fan game cũng như bật 4G liên tục thì cái sản phẩm này mới có thể hết pin được trong vòng là một ngày. Và các bạn yên tâm là nếu như mà các bạn dùng tiết kiệm hơn thì 2 ngày hoàn toàn là có thể xảy ra được. Và với cái camera độ phân giải là 8MP thì mình cũng đánh giá đây chỉ là một cái camera ở trên một chiếc iPad có thể là sử dụng cho các bạn trong những cái nhu cầu như là chụp tài liệu các thứ vân vân, hoặc là các bạn có thể vít khô với cả là camera trước chứ hoàn toàn là không thể được chụp gọi là nghệ thuật. Mình cũng không khuyến khích cái điều này. Và đây chính là sản phẩm iPad mini 4. Và theo mình thì đây là một giải pháp rất tiện lợi đối với những bạn nào mà là dân văn phòng này, mà muốn có một chiếc iPad đầu tiên là phải đáp ứng được một cái màn hình lớn, nhưng mà nó lại không quá là cồng kềnh giống như là những chiếc iPad khác, mà nó vẫn đáp ứng đủ cho các bạn những cái nhu cầu để các bạn có thể giải trí hoặc là làm việc, thì iPad mini 4 hoàn toàn là có thể xứng đáng để sử dụng. Và các bạn thấy sao thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây thì video của mình xin được kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video lần sau.